Quang Hải sẽ vắng mặt tại vòng 5 V-League vì chấn thương. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang xem xét hồ sơ cầu thủ Việt Kiều để bổ sung cho đội tuyển quốc gia. VTV Bình Điền Long An có chiến thắng đầu tiên tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2020. Xin kính chào quý vị khán giả, vừa rồi là những tin chính có trong bản tin hôm nay. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thể thao Việt Nam của Bóng Đá TV và Thể Thao TV. Xin mở đầu bản tin bằng những điểm nhấn.